Quý vị ơi, hôm nay Tuân với kỹ thuật viên Văn Nghĩa nhà mình, hôm nay anh em đã thay toàn bộ lõi chức năng. Đấy, bao gồm 4 quả lõi chức năng ở trên đầu tiên của máy lọc nước. Hôm nay là mình thay cho máy nhà mình, và trong khi đó mình có cấy thêm một lõi ion kiềm của công ty cổ phần Motosi Việt Nam. Đây, lõi này thì nhập nguyên chiếc của Hàn Quốc. Thì ion kiềm thì quý vị biết rồi, đang làm mưa làm gió trên thị trường, và nó là một trong những cái lõi lọc chân ái và cực kỳ tuyệt vời. Thì sau đây Tuân sẽ chế một đường là lên dầu ô, và một đường là Tuân sẽ cấy một cái vòi mới để chúng ta lấy nước ion kiềm. Mà ion kiềm thì chúng ta là chỉ uống bằng nước bình thường thôi, chứ không phải qua đun, nên là chúng ta phải chế được một cái vòi khác. Ok, một chút nữa mình sẽ quay chế cái vòi như nào nhá. Tuân và kỹ thuật đã chế được hai vòi đây. Một đường ra đường này là máy dầu ô, còn đây là lõi ion kiềm. Thì Tuân đã phân chia ra rồi, tí nữa Tuân chỉ cần đánh dấu lại thôi. Nước ion kiềm thì nhiều khoáng chất, ngăn ngừa giảm triệu chứng đau dạ dày do dư axit, trung hòa gốc tự do, có hại ngăn ngừa lão hóa, giúp chắc xương, khỏe tim mạch, ngừa tiểu đường. Phải nói là ion kiềm rất là tốt.